Mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn.
Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người.
Bây giờ mình tô màu xong nhé.